不错了，我很想聊的。好的。Bờ này bờ quang các bạn, mình mới đi bật đèn nhắc vậy nha. Còn mà bờ không bờ quang đi về chút cũng mình bê xếp luôn các bạn. Dạ. Ok đó, cái này kìa Tư. Ừ. Kiến, anh Tư. Trong trời chụp tấm hình coi. Mình kia mình chỉ xin chụp thôi, mình xin chụp thôi bạn nhỏ đi. Hôm nay 11 giờ mấy đêm rồi. Mình đi theo bạn Ti, bạn Thắng với bạn Lập đi kiếm nó mối trộm nha các bạn. Chó sủa rần rần. Mà cái khu vườn này là xa nhà của người ta, không ai phát hiện nên mình mới vô bật đèn được. Ngồi mà mình đi những cái chỗ mà không bật đèn là phát hiện nha. Cô đúng rồi các bạn, cô đúng rồi. Thấy không Ti? Thấy gì cả đó. Nhìn cái đèn nó vô im đây. Các bạn ơi, núm này có người nhổ rồi các bạn. Có người nhổ rồi. Đâu. Có dấu nhổ rồi. Đâu bạn? Trời ơi, núm bự như vậy. Cái gì vậy? Tao phán cái vừa rồi. Phải chứ người nó to lắm. Đâu? Đâu luôn. Đúng mẹ mà nhổ luôn chứ. Giờ mình đi mình đi vô ai? Mình không nhổ. Ủa mình đâu thấy đâu các bạn. Nằm dưới đất á. Đây. Anh Tư. Giống vừa đây làm gì mà có mà đáp. Có chuyện lên anh. Để anh đây. Đây góc này, nè. Đâu? Đây các bạn, đây nãy giờ mình mới thấy được cái nóc. Ôi nè, này giống âm tiếng quá vậy. Ở đó đó thôi đâu. Này lấy gì mà nhổ đi. Đó gì nhổ. Bày mất gốc quá. Hồi nãy chỗ này em thấy là có nguy hiểm rồi cơ. Này có cây đừng lấy cái gì mà sắn. Nhổ hết. Gì? Đất này cứng quá mà nhổ không được. Biết có nhổ nữa không? Nhổ mót mẹ nó nhổ rồi. Mình cứng quá à, thấy không? Mới nhổ chịu hết vậy. Bẩn nhổ mà. Ờ, nè các bạn. Bằng Thắng nhổ ngang, rất ngang này nè. Ờ, được hai tay. Để nó đi về không có hai tay nha. Ủa bằng Ti nãy nhổ được mấy tay? Ôi, có nhiều nhổ gò nên núm mất hết rồi. Có đèn nó nhỏ, có đèn nó đỏ. Đâu, đừng có tay lên cái tí quý. Đây nè. Ôi, một. Ôi, con này đó. Ôi, con Tháp. Mày em à. Có mẹ em cái đèn. Đây nè, ở đây nè. Nhổ quá nhổ luôn không? Để sáng. Nhổ luôn đi. Nhổ quá. Uổng tiền hay gì? Uổng hay gì? Có bao lớn vậy? Giờ mày không vô, mày không nhỏ. Để sáng cũng nhỏ không vậy? Nhỏ mồi nát rồi. Ôi, Ti nhỏ hay quá vậy? Ở kia Ti đó mà Ti. Hay thay luôn kìa. Ở đây thay lắm mà ba này. Nhỏ nó mồi rồi nát kìa. Trời ơi. Nhỏ. Này là tiên trộm rồi, vô nấm đinh nè. Nhiều mới đúng chứ. Đó là tiên hả? Thôi, giúp bằng Ti luôn. Bằng Thắng băng đạp. Nhìn cái tay hết hả? Trời ơi, nhỏ sao mà ấy từ thấy mẹ thấy con đó. Người ta nó có cái cây á, mình xỉa là nó lấy từ gốc luôn á. Giờ không có chị ta. Quên lấy dao thôi. Con dao nó mất luôn các bạn. Trời không mất. Ừ, quý nhổ tay chà bá ơi quý. Không, cái gốc là anh Từ. Còn nó con. Nè. Cái nhỏ ổn rồi, lại ta đi xé. Mình nhổ được rồi nữa nè. Hiện tại mình nhổ xíu rồi. Cái này nhỏ á. Nhổ luôn nha. Nhổ không? Nhỏ bỏ lại đi kìa. Rồi bỏ lại xếp rồi. Nhỏ hết chưa Tí? Trời ơi, cổ tay kia nhỏ quá. Trời ơi. Đâu. Đâu. Để tôi tao. Anh này nào giờ tôi nhỏ đi mong ơi. Nhỏ giải ngàn biết giờ khóc là mũi xô lọt luôn luôn á. Nhỏ rồi hả? Thôi nè. Ôi các bạn thấy nó khó chưa?
Này bờ này bờ quan nha các bạn, mình mới đi bật đèn dắt vậy nha. Còn mà bờ mà không có bờ quan đi vậy chúng nó quýnh mình bê xít luôn các bạn. Ừ kìa đó, cái này kìa Thư. Nghe đây nè, nghe bút cỏ kìa, tắn ti ti ti. Đó. Đó. Đó tay tôi. Giờ tay nó mùi cả luôn nè. Mệt bằng bằng đó. Đó 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 đó. Ngang tay bạn ơi. Ừ đó. Đừng có la quá, đừng có la quá. La quá xem tôi phát hiện ra. Bọn tôi làm chậm quá, tôi kiếm cái cây đi anh Thư. Ừ kiếm. À. Cô lập tôi chứ ai. Thắng đó thắng, mày 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 phụ đạo để thắng tao tao ngỏng ngỏ thắng ơi. Cứng quá nè. Thắng, thấy, mày nhóc thấy. Mày đặt giống em. Mày cái tay này mất rồi nè. Ừ. Ôi, chưa, chưa, để thắng nó cho em hình. Ừ. Đi, thắng, 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 lụm đây tay nó. Giết đi, giết anh Tư, anh làm rớt nè. Mày, để cái tay này thấy không? Mày để quý nhỏ thì cái tay này cứng. Rớt hay dính nhắm? Không có, cái tay gì rớt gì. Anh Tư, anh Tư làm rớt á, rớt bên đây nè. Nè, anh Tư thì thắng mới lụm đây nè. Nè, sáng xuống đi. Trời ơi, quý nhỏ đi. Cầu tay quá. Ê, thắng lụm lụm mấy trái nãy mấy tay lập chỉ ra chưa? Sao kỳ hết à, tưởng nó mới nhiều lắm mà gì, nó mọc không, nó vậy? Mọc vậy nè, chứ phải một nhiều là chiều người ta nhổ rồi. Rồi, đạp ra nè, chị quý đạp con. Rồi, quý đạp luôn hả? Đây, đây, còn đây, nè. Nè, nó đứt lên sắp rồi nè. Đây, đây, đạp á. Quý đạp luôn. Rồi, mình đạp quá là nấm luôn các bạn. Để mình bành cái giò mình ra coi. Đây. Đây con nó con gầy đứng ngồi để nhỏ để nhỏ hút các bạn thấy cái núm bikini của mình không? Ủa mọc thấy cưng quá ha. Cái bức ghế rồi bạn nói tôi nói gì bạn cười bạn mình vô duyên mình nói bạn cười con đạp tao nữa không. Ở đây nè anh Tư ơi, đây nè, đây nè, quý thấy không, quý đây nè, đây nè, ở đây nè, đây nè. Ủa ai đào nữa ờ có người sáu luôn rồi đạp ơi. Ừ, đạp luôn, nhầm đạp luôn. Đạp. Nhầm đạp luôn. Đợi sau lưng kìa. Trời ơi. Nghe đạp đẩy lưng. Anh Tư đạp gãi. Trong đê vậy nhiều mới đúng chứ. Trong này có bớt rồi. Anh Tư đi anh. Nhổ nhiều lắm á. Ừ, nhóm này chắc mấy nhổ sớm nhổ mấy cây chiều nhổ mấy ký quá. Ừ, quá thòi luôn. Đâu đó, nhổ luôn đi. Bạn kia kiếm rồi hả? Nhổ quá, ở kiếm rồi. Nhổ, nhổ gì? Nhổ bỏ cho sáng lên anh. Sáng. Sáng lên hả? Ti ơi, cương độ sáng lên còn không Ti? Chút nữa kia đi về. Ừ. Về quẳng đi. Nó môi mình cũng biết môi à. Tụi môi còn dữ hơn nó nữa chứ. Ủa kiếm từ cây đi cây vậy chứ không phải nó nằm chỗ mà đập. Không đi gian lan. Phải. Đâu phải tìm chỗ. Cái số lượng này ít. Nó lan ra. Anh tự thấy người ta nhổ hết rồi. Nhổ lên cái chân luôn. Thôi tay nè. Trời ơi nằm dưới đất vậy á. Số lượng nhiều nhiều quá mình nhổ lẻ lẻ luôn. Rồi đi nhổ nó mối gì cực quá ta. Trời ơi. Ổ núm mà mọc nhiều cái ha. Như... nhỏ không kịp luôn nữa. Nó gọi là ham như nấm rồi vậy hả? Ừ. Ở nấm này mới nhóm nhóm ra này. Mày, ổ nấm có ai nhổ rồi. Tôi nói có ai nhổ rồi quá trời lỗ luôn à. Quá trời môi đất. Cái đám quỷ mình đi nhà còn gì nữa không còn. Đúng rồi, tàn sát quá. Đất lộn đạp. Nọ mà anh Tư với em đạp thôi cũng hết nấm. Ừ, thế nè. Đó, ừ. Cái đó cái nó nãy em đạp á. Ừ, đạp lên rồi. Nhổ luôn. Thôi sâu quá, nhỏ quá. Làm gì đó. Hả? Trời ơi bạn Lập ơi, bạn Lập. Người dân này không có dám ngủ đi đêm. Thôi dục con đi, thôi bỏ nó nhỏ quá, mình đạp rồi. Các bạn, mình móc lại của người ta còn như đây nè, thấy chưa? Đi móc được như đây nè. Cái ổ này là chiều phải nhỏ rồi. Bạn Tìm nói thôi để chiều, chiều tối tối phiên phiên chút mà nấm lên mọc. Tới chừng bạn Ti lên, còn như đây, nhỏ mất tiêu hết rồi. Bây giờ là bạn Ti dẫn đi khác nữa nha. Nhưng mà mình nói trước bạn là đèn không có sáng nữa nha. Cái này là đi vô trước cửa nhà người ta, nên mình không dám bật đèn. Có tối 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 các bạn thông cảm giùm nha. Bây giờ bạn Thắng với mấy bạn nghe bạn Ti với bạn Lập ra ngoài rồi. Giờ mình đi ra ngoài theo nha các bạn. Đồng hành cùng mình nha. Cái này nha, mày mới sáng vậy sớm nó có mì, lá bột ngót, muốt vô, bỏ vô nấu canh, trời ơi. Đi kiếm nấm tiếp là gì? Ừ, ăn xong no, mê luôn. Mà sao chỗ đó không đi? Mà tao, cái chỗ đó giờ là nhổ, không chỗ, tại nhà, bà ba này bán. Mình vô mình nhổ là bà la. Rồi xong phiên. Ở đó là giờ có nước mà để phi phi rồi. Cái đó tuy tắt đèn, tuy mò mò, tuy nhổ, rồi về nhà mình ban ra mình coi, chứ mà vô mình nhổ liền, bà chửi chứ bà dí à. Là không cho đi phải không? Không cho đi theo nhưng mà nói chung cái im mò mò nhỏ từ từ không có lạ.
Mình đi ăn tộm núm mà, tộm núm mà phải vậy, tộm núm. Mò gì không đè không đút. Ờ, mò mò như ông Thanh mò tôm vậy. Nói có ông Thanh đeo chửi đứa mẹ luôn, mày ghẹo tao, tao biết tao còn quá tao nữa. Đập với thằng Thắng đi. Không, chạy lên đó rồi. Tới rồi, tới rồi. Chắc không có nắm đâu. Đi kiếm, kiếm dừa hậu có không ta? Dạ. Dừa hậu nè. Không, núm người ta mua là mình quý mua là phải cạo hết đi Hà Ti, lột hết đi nè. Nè nè, rồi quý mua. Đó là núm người ta cạo sạch, như của lần người cạo sạch rồi. Bay núm thì chưa cạo nè. Thì núm mình chưa cạo nhưng mà núm mua của lần là cạo vậy nè nè đó. Sơ sơ vậy đó, là làm bỏ bịch. Còn đất vậy chứ mà cạo sạch bách đâu luôn, ai tin mình ấy núm núm mình đây. Ừ. Tao không tin tao không núm mình trên. Nè các bạn. Các bạn á, mua thì núm đầu mùa nó cả triệu một ký nha các bạn. Còn mua vô giữa mùa thì rất là rẻ. Hết đi. Ừ. Đây là núm đầu mùa nè. Đó, núm đầu mùa. Như đây là bèo bèo mình bán cũng được, này bán được mấy chục nghìn đi. Này chắc không được 100 gram đâu. Được không? Không được đâu. Không được đi, nặng lắm. Thì thường á, núm đầu mùa là dao động từ 1 triệu 2, 1 triệu 3 ký á. Là mình khoảng 100, 200, 300 gram á. Thôi giờ bán 100 ngàn đi, mua không? Không, 100 ngàn mua này để mua 100 ngàn thịt bò có lý á. Không nhưng mà nói chuyện cái này ngon thì bò đặc sản nhưng mà đâu có một năm có một lần một năm có một lần ngọt mà. Ừ. Còn như nếu mình trên nó đâu được như mình đâu, nó đâu có dai đâu, nó làm gì nó chuyển chuyển qua bắt dê luôn rồi. Dê luôn rồi. Nó chuyển qua bắt dê đó 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 đó. Trong trong chụp tấm hình coi. Rồi gãy rồi. Hay quá. Không có tội đâu. Anh Tư xin cái đèn cho em thôi. Mình không có đạp, bạn ti bằng bằng lạc không nè. Hết rồi luôn các bạn. Hôm nay tuần nào tôi mới thấy nó mới luôn á. Chuyện nẻ lắm, nẻ thấy bà rồi. Không. Bây giờ là hút quá giá. Lạc nó kiếm rồi, không lẽ em dính. Đây, 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 đây. Ủa? Có mũ nè, dính mũ nè, dính mũ nè, đây nè. Không có nhổ cây này của tôi nha. Không, để tôi khâm xuống một cái là nấm bà chồng. Ai nhổ. Anh nhổ đi. Không, mình kia mình chỉ xin chụp thôi. Mình xin chụp thôi, bạn nhổ đi. Biết giờ nấm mọc luôn rồi. Bạn tin. Biết giờ nấm mọc luôn đó các bạn. Hay gì chưa? Cái mấy cái bị chạy không nổ. Không, nó nhỏ mấy cái này trước đi. Để em, anh Tư hàm hố quá. Để em. Dạ kiến cái nào quá đâu. Cái này kiến nhẹ nhẹ. Ôi, chết rồi. Nè, thắng, cầm đi mấy.
Con con đậu gốc lại bỏ vô trùm. Vậy là mấy mẫu kia mọc hết luôn. Thấy chưa, mọc hết rồi mà bạn không tin. Rồi. Rồi con mọc vô cái trỏng rồi. Đó. Quá nhiều luôn trời ơi. Coi chừng người ta ra đây dưới trời. Cô có gì nghe Ti. Nghe Ti, tôi nói rồi nghe Ti. Mấy người đó đang tìm nấm nghe các bạn. Không có mùi thơm ha. Ủa bò mình có không bà? Nè hỏi mặt mày nè. Thắng có không? Đang kiếm mà. Nhổ đi Ti, có mấy tao nhổ rồi. Tôi hết cái này nè. Không biết nhổ nè. Ôi kiếm mà. Đừng có giật ta, để mặt mới. Có mấy tay nhổ đi trời ơi mọi. Kiếm đi đất có không? Hết rồi. Có không? Nhiều dữ lắm. Đâu? Người ta đẩy lại bỏ đi rồi. Có kìa, có kìa. Có kìa, có kìa. Có rồi, vô, vô, vô. Có người mà của người ta đẩy lại. Mình vô mình xin mấy cây đó đi. Đạp với cây gì đó có thể. Ta cũng đạp với trái rồi nè. Đâu? Ủa? Nè nè nè. Đâu? Đâu? Nó chuyện kia không cần. Bỏ nó mọc quá hả? Nửa ký à? Chừa đâu. Nửa ký à? Đắt luôn nửa ký. Hai tầm ra anh. Hơn à, 2-3 trăm à. Nàng thắng. Tôi nhổ hết. Cái nhà tôi nhổ cây. Này quyền nắng chọt cái cây. Không có cổ nó mình lại trọi vỏ rồi đó, muốn xỉu luôn á. Mà chủ nhà ra cảm hơi kịp. Nấm nhiều quá mình bỏ vô bịch nghe. Để đắt. Chủ nhà nhẹo để mình bỏ. Áo mà mặc vô đi. Rồi. Chùa luôn. Không thi ở xuống nữa. Trời ở đó chứ. Ủa mình đâu có bán đâu à. Thôi cũng tôi thật lý. Được nhiêu ký? Bán không này bán không? 100 gram ký. 100 gram ký. 10 lạng cũng ký nữa. 120.000 cân. Đó, mình lựa cát vậy nè các bạn. Cái này bị mọt ăn nè. Mối ăn quên. Bị mối ăn. Không, này cỡ 200 gram đó đi. Tầm mấy 200 gram đó đi. Tầm ơi. Ừ. Ha. Hẹn đi nãy giờ cũng tìm nhiều rồi. Mà chủ nhà ta ra đây dí chạy. Nhưng ta già ta nhỏ rồi. Mình giờ mình có như đây à. Cỡ 200 gram, 200 mấy gram à. 200 mấy gram nó mối. Mình hẹn các bạn là giờ buổi sáng clip sau nha. Mình đi mà đi trộm này đi chủ nhà dí quá. Nhà dí quá. Mình hẹn các bạn vào clip sau. Giờ núm là núm đầu mùa nha các bạn. Nên giờ nó hơi mắc nên mình mới đi đầu tiên.
Còn nữa rộ á, nhiều lắm, rộ làm đi rất là nhiều. See you again nha.